xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmax và đằng sau mình đây đó là một chiếc máy nghiền xốp siêu to dòng công nghiệp à, dành cho các cái xưởng sản xuất các cái cơ sở mình làm với quy mô lớn à, về động cơ ở đây thì mình sử dụng động cơ 3 pha có thể nhìn thấy thì máy khá là to phần khung khá là chắc chắn cũng như là cái phần hệ thống buồng nghiền ở bên trong này cũng vậy đây là phần cửa nạp nguyên liệu và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo cho các bạn cái kích thước với sản phẩm máy nghiền xốp mọi người hoàn toàn có thể đặt theo nhu cầu để bên mình sẽ làm gia công theo nhu cầu của mọi người và với chiếc máy này thì chiều dài là một mét rưỡi và à, mình sẽ tiến hành đo cái chiều rộng của sản phẩm và ở đây thì chiều rộng là 90 xăng và với chiếc máy này thì tổng trọng lượng lên tới 500 cân khá là nặng và ở đây thì khi mà chúng ta cho xốp vào thì cái cửa nguyên liệu sẽ hoạt động nó sẽ quay, cái guồng sẽ quay và xốp sẽ được cắt ra và uh, theo cửa xả ra phần ở bên đây tại cái cửa xả này thì mọi người có thể để bao trực tiếp vào hoặc là mình sẽ gắn đường ống ruột gà để cho thành phẩm đi ra mà nó sẽ không bị bay tứa tung và ở đây thì mình như mình có nói thì motor sử dụng là motor ba pha và các cái bộ phận được kết nối với nhau bằng dây cura và bullie rãnh đôi cực kỳ là cẩn thận và chắc chắn giúp máy hoạt động một cách rất là ổn định mọi người có thể nhìn thấy này ờ uh, cuốn ra phần motor này uh, và có trục dây cura để đi xuống phần bên dưới phần ở uh, buồng nghiền buồng quay đây mọi người có thể nhìn thấy đây. và đây là bộ phận phía đằng sau thì mình bây giờ mình sẽ tiến hành đo cái chiều cao của cái sản phẩm này và tính từ mặt đất lên thì uh, cái chiếc máy nghiền xốp này có chiều cao là một mét rưỡi rất là lớn và kết mọi người có thể nhìn thấy là kết cấu của máy thì cực kỳ là chắc chắn và và một điểm lưu ý cho khách hàng trong quá trình mình sử dụng Thì tại các cái vị trí mà trục quay thì mọi người sẽ bôi mỡ bò vào Để cho cái cái trục của chúng ta sẽ bền, nó sẽ bị, nó sẽ được bôi trơn và ma sát giúp máy của chúng ta bền hơn Và ở bên trong đây là hệ thống buồng nghiền thì sẽ quay kỹ hơn cho mọi người nhìn thấy Và ở bên dưới thì mọi người sẽ nhìn thấy cái phần sàng Và ngoài cái mặt sàng này ra thì mọi người còn có thể yêu cầu là mặt sàng nhỏ hơn với chiếc máy nghiền xốp này thì cực kỳ là phù hợp cho các cái ngành công nghiệp may mặc để chúng ta nghiền các cái xốp các cái mút trong làm thú nhồi bông ghế sofa hay là thậm chí là nệm và sản phẩm này thì ứng dụng cực kỳ cao trong ngành may mặc trong các cái xí nghiệp và giúp cho các doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề về nhân lực về máy móc và về chi phí để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024 38 38 3456 hoặc truy cập vào website máy móc việt vn Như hồi đầu mình có giới thiệu với mọi người, ngoài cái model dài một mét rưỡi này ra thì mình còn có thể đặt theo yêu cầu. Và vừa rồi cũng là toàn bộ thông tin về sản phẩm máy nghiền xốp VMX 150 của Vinmark. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau. Chào tạm biệt.